Phòng em chưa bao giờ bị mất một cái gì hết. Nhưng mà chị nói là hôm trước chị không có qua, chị không biết. Thực sự hôm đấy chị về chị ngủ rất là mệt. Chị biết là hôm nào mà hôm đấy mà hôm nào. Em chỉ bảo là mấy hôm trước thôi. Mà chị đã nói là hôm đấy chị về chị đã ngủ rất là mệt rồi. Hôm đấy chị đi về chị đều ngủ cả. Sao chị gửi cái này? Nếu em nói thật với chị chứ, chị em mình ở với nhau, bọn em có làm gì với bọn với chị không? Chị xin lỗi, chị biết rồi. Mà sao chị lại có, em không nghĩ chị là như thế, bởi vì nhà chị cũng, chị bảo nhà chị cũng có điều kiện đúng không? Mà sao chị lại làm những cái chuyện như thế, mà đây bây giờ tuổi bọn chị, tuổi chị cũng rất là lớn rồi. Hôm nay chị thực tập chị rất là kẹt, đây chị xin lỗi. Kẹt hay không, chị không thể nói câu đấy được. Nhà chị cũng có điều kiện mà. Còn Tuyền nó cũng bảo là nó mất một số thứ nữa. Thì Tuyền thì tối nay về nó sẽ nói chuyện với chị. Nếu như hôm nay nó không đến nhìn cái đồng hồ, mà đồng hồ đấy chị giá là 3,9 triệu. Nếu như mà nó không tìm cái đồng hồ, hoặc là chị lấy rồi mà chị bán đi đâu, em có thể bảo anh check cam tất cả từ trong, bởi vì lưu trữ cam nó còn một tháng cơ. Sẽ anh em, nếu như mà chị không thành thật, kể là 400 nghìn của em, nếu như chị không thành thật thì em sẽ bảo anh ấy truy đến cùng luôn. Bởi vì với số tiền chị lấy của em này 3,5 triệu, nguyên như này 3,5 triệu em đã đủ điều kiện để em kiện chị rồi. Em để cho chị thời gian tự ấy thôi. Còn nếu mà chị lấy, nếu như 400 hôm trước mà em bị mất ấy, không phải, em sẽ bảo em sẽ nhờ anh chủ nhà check cam từ một tháng, cách được một tháng, bởi vì em mới mất có mấy ngày hôm nay thôi. Tiền em rất là cẩn thận, riêng tiền với em rất cẩn thận. Đi bao nhiêu tiền mà về bao nhiêu tiền, mà em trong đầu em nghĩ em không chi một cái gì là em đã định ngay được rồi. Vừa tối hôm qua em đếm tiền trong túi của em có 7 triệu. Mà chị đã sang em, chị lẻn em đi giặt quần áo vào cầu thang gặp xuống để giặt quần áo, mà chị lẻn chị sang lấy luôn được của em. Xong rồi chứng tỏ là mọi lần chị sang đây không phải là vì bọn chị quý bọn em, mà chị thăm dò xem là phòng em như thế nào. Chị biết hẳn cái chỗ em để túi chỗ nào luôn. Cái việc đấy việc riêng của chị em không biết. Lát nữa thì tùy Tuệ nó về thì Tuệ nó sẽ giải quyết vấn đề của chị nếu như nó không tìm cái đồng hồ. Sáng nay nó tìm không thấy, nó đã bảo em rồi, vì hôm trước em mất 400.